Chào mừng anh em đến với kênh Đam Mê Năng Lượng. Để trả lời các câu hỏi về điện năng hôm nay thì tôi xin lưu thông tin câu hỏi của các anh. Các anh có viết comment như thế này: anh cho em hỏi, em có 2 bình Yamato 30H và 3 bình 12AH 12V, hệ 12V, mà sao em sạc với 3 tấm pin đấu song song 30W, 50W, 100W hệ 18V rồi xuống sạc Sure 30A mà sau một ngày nắng không đầy bình vậy anh? Có chỗ nào sai và cần thêm những gì không anh? Mong anh chỉ giúp, cảm ơn ạ. Rồi, thì qua cái vấn đề này thì để tôi có vài lời chia sẻ cùng anh tham khảo ha. Thì đối với tổng cái dung lượng AH của anh á, thì nó tầm khoảng 96 AH á, và cái lượng pin, tổng cái lượng pin của anh nó tầm 180W đó. Thì cái bộ này nó cân đối, đó nó cân đối, nhưng mà nếu mà anh vừa sạc vừa xả ban ngày á thì coi như nó đã hụt với anh. Còn nếu mà ban đêm á, anh sử dụng hết cái lượng điện trong những cái bình của anh á, mà ban ngày anh chỉ có 180W pin, anh chỉ để là anh sạc vào cái bình đó thì nó cũng vừa đủ ha, sạc nó. Nhưng mà nó thiếu hụt ở đây á, anh sạc không đầy, chắc có lẽ là anh vừa sạc vừa xả nó lại thiếu hụt điện ha. Đó thì cái này anh cần nâng cấp thêm pin lên cho nó đủ ha. Chẳng hạn như anh mua thêm một tấm 100W về anh coi song song vô luôn với ba tấm anh đang có ha. Đó. Và cái vấn đề thứ hai thì anh chắc anh sử dụng cái con sạc Sure này đúng không? Thì anh hãy kiểm tra lại xem ha, những cái chỗ mà tiếp điện anh. Đó, chẳng hạn như mấy cái chỗ tiếp điện chỗ này thì anh có kiểm tra lại coi nó có bị nóng không, anh cứ sờ đại vào ha, coi nó có bị lỏng lẻo cái gì hay không. Chứ nhầm khi nó lỏng lẻo lâu quá, lâu ngày dài tháng quá, những cái chỗ tiếp điện này nó dễ bị oxy quá lắm anh. Mình cần làm mới nó đi, mình cắt bỏ một khúc dây điện đó, mình tút dây điện mới ra, mình bắt vít nó trở lại, hoặc là ngay chỗ cái cặp bình này ha, mình kiểm tra lại, hoặc là những cái dắt, ngay chỗ cái dắt pin MC4 đó, thì anh kiểm tra lại nó có bị nóng không, có bị lơ lỏng lẻo hay bị vuột gì cái mối điện ngay đó không, nó cái đường truyền điện nó bị gián đoạn ngay chỗ đó không, thì anh hãy kiểm tra lại hết ha. Thì từ cái pin đi vào á, thì anh cố gắng sao anh đi dây á, với 180W pin thì anh đi dây và 2.5 đến 3.5 á, dây to và nó ngắn nha anh, tầm cái chừng 5-6m trở lại á ha, hoặc là càng ngắn nó càng tốt. Còn cái dây mà từ sạc xuống bình á, thì anh có thể đi dây to hơn một tí ha, và cũng ngắn nha anh, ngắn tầm 5-6 tấc thôi, và 1m trở lại là càng ngắn là càng tốt anh. Thì anh hãy kiểm tra lại các cái chỗ mà tiếp điện hết ha, kiểm tra lại cho kỹ lưỡng, và bề mặt pin anh phải làm sạch, vệ sinh cho sạch sẽ bề mặt pin ha, để cho nó thu điện tốt hơn á anh. Đó thì anh kiểm tra lại các cái vấn đề này. Còn nếu mà anh kiểm tra hết rồi nhưng mà một ngày nắng mà sạc không đầy pin thì anh cần nâng cấp thêm pin ha. Chắc tôi nghĩ anh vừa sạc vừa xả đó nên nó bị hụt đó anh ạ. Chứ nếu mà tôi ví dụ ha, nếu mà cái lượng pin của anh á, ban đêm mà anh sử dụng hết cái lượng điện trong cái tất cả cái bình của anh á, mà ban ngày anh không sử dụng và anh để 180W pin này anh sạc thì nó sẽ đầy điện trở lại. Đó, nó đầy pin trở lại. Đó là như vậy ha. Nhưng mà thiếu hụt ở chỗ nào thì anh hãy kiểm tra lại ha. Đó thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh để anh tham khảo ha. Rồi xin cảm ơn anh. Tiếp theo câu hỏi, anh cho hỏi sạc 45 thần thánh, em sạc 2 bình 12V 120Ah hệ 24 thì để bao nhiêu ampere sạc cho nó là được anh? Dạ, cái vấn đề mình dùng pin năng lượng để mình sạc bình thì cái mình không cần chỉnh cái dòng sạc để cho nó phù hợp với cái bình của mình đâu anh ạ. Đó, nó khác với bên điện lưới ha. Tôi ví dụ nha, nếu mà mình có một cái máy sạc mà mình dùng pin điện lưới á, mình sạc vô bình á, thì mình cần chỉnh cái dòng sạc cho nó phù hợp với cái bình. Còn nói về mà pin năng lượng mà để mà sạc bình á anh, thì mình không cần chỉnh dòng đâu, cái sạc nó có bao nhiêu thì mình cứ để hết max công suất luôn anh ạ. Tại vì pin năng lượng á, mới sáng lên á thì đối với cái lượng pin của mình lắp từ 1 đến 2000W, nhưng mà mới sáng lên thì nó thu không bao nhiêu đâu, chỉ 1-200W giờ mà thôi, nó thu về cái dòng rất là nhỏ, rất là ít. Khi mặt trời lên cao rồi á thì nó mới thu khá thôi, đó nó đạt đỉnh tầm 1-2 tiếng đồng hồ á, không có nhiều. Nhưng mà cái lúc đạt đỉnh á thì cái bình mình đã cái áp nó lên cao rồi, áp lên cao thì cái dòng nó từ từ nó hạ xuống rồi đó. Nên cái vấn đề này anh không cần chỉnh cái mình hạn chế cái dòng nạp làm cái gì ha anh. Mình dùng pin mặt trời mình sạc nó phụ thuộc vào tất cả cái thời tiết á, nên mình không cần chỉnh cái dòng nạp, mình không cần hạn chế nha anh. Đó, mình hạn chế là sai lầm đó anh ạ. Để full công suất luôn 45A, cái sạc 45A thì mình cứ để là 45A để max công suất luôn ha. Đó thì pin năng lượng mà đâu phải lúc nào mà nó thu đều,
không phải lúc nào mình lắp 1.000W pin mà cứ nó thu về lúc nào cũng 1.000W, không, không bao giờ đâu. Mình lắp pin cố định nó chỉ đạt 1.000W pin, nó chỉ đạt 800-900W pin, nó diễn ra tầm một vài giờ á, cái lúc mà tầm 11 giờ trở đi đến 1-2 giờ chiều á, chỉ lúc đó thôi. Nhưng mà cái lúc đó thì pin mình nó đã nó ăn là muốn điện muốn no rồi, nên dòng áp nó lên cao thì cái dòng nó đã nó hạ xuống bớt rồi, nên anh cứ yên tâm ha anh. Rồi là như vậy nha anh, qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh để anh yên tâm mà sử dụng ha. Rồi xin cảm ơn anh. Tiếp theo câu hỏi, anh ơi em tính xài bình Yamato giống anh ạ, nhưng dung lượng 50Ah màu đen, chạy 3 bình 150A hệ 24 như vậy có xả 900W đến 1kW không ạ? Hay em phải thêm một cái nữa vậy? Mong anh giải đáp. Em xin cảm ơn anh ạ. Rồi nếu mà hệ 24 thì mình dùng 2 hoặc 4, nó sẽ hay hơn là 3 ha. Đó thì 4 cái, mỗi một cái 50Ah thì mình vừa câu nối tiếp, vừa câu song song sử dụng bên hệ 24. Vậy là hệ 24 mình có 100Ah. 100Ah hệ 24 mà xả 900 đến 1.000W giờ. Đó, được. Thì xả vào lúc ban ngày có pin, có tầm từ 500W pin đổ lên, kết hợp cả hai thì mình mới xả được với cái công suất đó. Còn nếu mà mình chỉ dùng tầm mà 4 cái bình đó thì 4 cái bình đó thì nó cũng bằng 8 cái bình như thế này. 8 cái bình như thế này thì hệ 24 thì nó cũng 100Ah hệ 24. Nếu mà dùng 8 cái pin này mà sạc nó không xả với cái công suất mà tầm từ 900 đến 1.000W giờ đó, xả cũng vẫn được, nhưng mà mình cảm thấy là xả như vậy thì nó mau tổn pin, nó mau hư pin ha. Đó thì mình tránh trường hợp mà xả cái công suất lớn vào lúc mà thời tiết nhiều mây hay là không có nắng ha. Đó, còn nếu mà là mình kết hợp vừa pin vừa ắc quy của mình sạc no rồi ha, cái áp nó lên cao tầm 26-27V rồi lúc mà có nắng tốt mình lắp tầm 600-700W pin rồi ha, hoặc là 800-900W pin rồi á, thì lúc đó nắng to pin no thì lúc đó thì mình xả bao nhiêu cũng được, tầm từ 900 đến 1000 hoặc là 1500W giờ không sao cả, nhưng mình xả trong vòng thời gian ngắn tầm 30 phút đến là tầm 60 phút á, mình xả trong vài 30 phút vậy thì được, không có vấn đề gì, không có ảnh hưởng đến pin ha. Pin mình xả vào ban ngày á, có pin hỗ trợ thì không có vấn đề gì. Mình lỡ pin mà nó phóng điện lên á, trong một thời gian ngắn á, phóng cái lượng điện lên mà nhiều quá, nó hụt cái lượng điện bên trong. Nhưng mà khi mình hết xả rồi thì pin á, nó sẽ nạp trở lại ngay ha. Đó, nên nó ít ảnh hưởng pin hơn là ban đêm. Ban đêm mình lỡ xả nhiều quá thì nó hụt cái lượng điện á, thì không có pin nó sạc kịp thời thì lúc đó nó mới ảnh hưởng đến cái hệ lưu trữ của mình. Thì ở đây tôi sử dụng cái hệ lưu trữ của tôi, cái hệ bình nó bền, là tôi sử dụng như vậy không, sử dụng tất cả các thiết bị lớn, tải lớn thì tôi sử dụng vào ban ngày, thời tiết có nắng tốt thì tôi cứ sử dụng, còn ban đêm thì ít có khi nào tôi sử dụng mà tải lớn tầm trên 500W giờ. Ban đêm tôi sử dụng tổng cái hệ lưu trữ hệ 12 và hệ 24 tôi á, thì mỗi một hệ vậy thì nếu mà tối đa chỉ là tầm là 500W giờ đổ lại, nhưng mà ít lắm đó, ít lắm, thường xuyên ban đêm chỉ chủ yếu là chạy hai cái tủ lạnh thì nó tầm có công suất khoảng trên 300W giờ, thêm một cái tivi 100-mấy chục W giờ nữa thì tổng cộng đâu là khoảng chừng 500W giờ đổ lại đó, thì xem tivi có vài tiếng đồng hồ đó, còn thời gian còn lại là chỉ chạy hai cái tủ lạnh thì nó tầm là khoảng trên dưới 300W giờ là ban đêm. Còn đối với ban ngày thì vô tư ha, mình kết hợp cả hai pin và bình thì mình cứ xả thoải mái, với cái công suất xả cao thì không có vấn đề gì. Rồi thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh, xin cảm ơn anh rất nhiều ha. Đó hệ 24 ha, theo tôi là 4 cái bình nó sẽ hay hơn 3 cái ha. 3 cái thì đòi hỏi cũng được, nhưng mà đòi hỏi cái mạch cân bằng mình nó phải cao ha, nó phải can thiệp kịp thời ha, chứ nếu không thì nó sẽ ảnh hưởng, có một cái lẻ loi nó sẽ ảnh hưởng đó. Thì trước kia tôi cũng có chia sẻ với anh em ba cái bình câu lên hệ 24 sử dụng vẫn được, nhưng mà đòi hỏi cái mạch cân bằng của mình nó phải cao, nó phải cân bằng kịp thời đó mới được, còn nếu không á thì nó sẽ không ổn tí nào. Rồi qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh, xin cảm ơn anh. Tiếp theo câu hỏi, cho em hỏi pin lithium 24V đâu nối tiếp với ắc quy diễn thông 24V được không
Dạ cái pin và cái ắc quy, nếu mà mình câu song song á, thì vẫn được, nhưng mà câu nối tiếp á, thì tôi thấy là không được á. Thì ở đây á, tôi cũng có cái pin line BO4 là của ông anh bạn gửi đây, thì tôi cũng có test thử qua, thì cái pin á, tôi thấy cái app nó khác so với những cái ắc quy viễn thông á, thì nó lại khác ha. Hai cái này mình câu nối tiếp thì không không ổn tí nào, tại vì cái app pin á, nó rất, nằm rất là cao, cái app mà lúc mà mình sử dụng á điện á, nó cái app mà duy trì của nó bên hệ 24V nó nằm duy trì ra tầm tầm là 2 trên 25V, tầm tầm nó nằm cái app là 26V, đó là cái app, đó là cái app chắc điện nhất ha, nó duy trì cái app đó, mình xả cạn cái lượng điện luôn. Khi mà cái app nó nằm tụt cỡ chừng mà dưới 25V rồi á, thì cái app là hết điện rồi, không còn sử dụng được nữa. Còn cái thằng ắc quy á, thì cái app của nó, cái app nó nằm là tầm cái app mà chắc của nó tầm tầm bên hệ 24 nha, thì nó nằm tầm tầm khoảng là từ 24 đến 25V, đó là cái app chắc, nó nằm rất là còn nhiều điện bên trong, nó nằm xuống 23V rồi, nhưng mà cái lượng điện bên trong ắc quy nó vẫn còn là nhiều, khoảng là trên 50% cái lượng điện bên trong khi mà mình đang xả nha. Đó, cái app ắc quy nó khác, cái app ắc quy nó, cái app mà còn điện nó là bên hệ 24 nha, khoảng chừng 23V, 24V nó vẫn còn điện bên trong rất là nhiều. Còn đối với cái pin á, pin lithium, pin lai 4 á, cái app nó còn mà nằm cái chừng 24, 25V nó là cái app đó là nó cạn kiệt cái điện bên trong rồi. Đó, hai cái thằng này nó khác. Nếu mà mình câu nối tiếp á giữa pin và ắc quy á thì nó không ổn tí nào anh. Còn nếu mà mình câu song song á thì nó có thể là bảo hòa với nhau thì nó có được. Tôi ví dụ như mình có khối pin 24V và mình có cái hệ ắc quy 24V, tất cả đều cái khối pin này 24V và cái hệ ắc quy 24V mình đã câu lên 24V rồi, thì cái này cái hệ 24V và bên đây cái hệ 24V mình câu song song thì được. Tôi ví dụ đây thì tôi cũng có đã câu thử cho anh xem đây, thì tôi đang câu cái ắc quy này và cái khối pin của ông anh bạn của tôi đang câu song song vô đây, đây cũng đang sạc câu song song vô cho anh em, là câu song song. Tất nhiên á là pin ắc quy là mình đã câu nối tiếp lên 24V rồi, còn cái này mình cũng đã câu nối tiếp lên 24V rồi thì mình có thể là câu song song được. Còn ví dụ như bây giờ mình có cái khối pin này mà mình đem câu nối tiếp với cái ắc quy này thì không không được nha. Đó, riêng tôi là thấy vậy nha, tại vì hai cái này tôi thấy hai cái app nó một trời một vực rồi, không có cái nào nó giống với cái nào. Cái này cái app còn điện của nó, cái app có điện nó nằm tầm tầm khoảng 25V phải không, là cái app đè, là cái app điện rất là nhiều. Còn cái app này nằm 20 25V, nó là nó sạch bách điện bên trong rồi, nó không còn miếng điện nào. Mình câu nối tiếp vậy là không có ổn ha, mà câu song song thì nó ổn. Tôi ví dụ như bây giờ nó nằm, nếu mà câu song song cái pin và cái ắc quy, nếu mà mình xả nó nằm tầm 25V thì cái này á nó đã hết điện rồi thì nó vẫn lấy cái này, hoặc là cái này có, nó có thể chạy qua cái này, tại vì song song mà nó bảo hòa với nhau, cái nào thấp ít điện hơn, thiếu điện thì nó lấy, sẽ lấy cái điện cao hơn nó chạy qua cái thấp hơn, hoặc là cái bên kia điện thấp hơn cái này cao hơn thì nó có thể chạy qua bên kia, phía mà song song vậy á. Còn nối tiếp lên thì nó chạy không cái không cái không được. Đó, thì cũng qua vài thông tin xin chia sẻ cùng em ha. Pin với ắc quy là câu nối tiếp không được ha, nhưng mà song song thì vẫn được nha anh. Rồi xin chia sẻ cùng anh vài lời tham khảo là vậy ha. Xin cảm ơn anh. Tiếp theo câu hỏi, anh Thông ơi, làm cách nào để tự động ngắt khi ắc quy gần cạn, vì đêm khuya mình ngủ mà ắc quy đã cạn. Thanh nhanh, chúc anh và gia đình luôn khỏe. Dạ xin cảm ơn anh rất nhiều, chúc anh và gia đình luôn vui khỏe ạ. Dạ cái vấn đề này á, nếu mà ban đêm á anh sử dụng mà trực tiếp từ cái nguồn điện từ ắc quy ha, thì anh nên cho ra bên cái ngã tải trên cái con sạc này á, thì cái con sạc này nó sẽ bảo vệ khi mà cái áp nó xuống thấp ha, thì cũng tùy theo mình cài đặt nó theo á, cái áp nó nằm hệ 12V á, thì tầm tầm cái chừng 10V8 hoặc 11V á thì nó ngắt. Thì trên cái bộ sạc á, tôi ví dụ nha, cái bộ sạc nhỏ này nó cho ra tải á là trên 120W nha anh, thì anh có thể là chạy 3-4 cây quạt DC ha, hoặc là thấp thấp có thể là 10 cái bóng đèn DC như cái bóng đuôi sấy anh. Đó, ra ngõ tải bên này thì có cái con sạc này trên cái ngã ra tải á, thì nó bảo vệ luôn ha anh. Đó, còn nếu mà anh sử dụng qua kit á thì đã có kit bảo vệ rồi, nên không có vấn đề gì, anh yên tâm, anh không sợ mà nó cạn bình ắc quy. Tại hay nếu mà sử dụng qua kit á
mình dùng kit mình xây điện thì đã có kit bảo vệ ha. Nếu mà bình xuống cạn thì kit nó sẽ tự động nhắc hoặc là nó báo lỗi, nó báo hú cho anh. Còn nếu mà mình sử dụng qua cái ngõ tải này á, bên cái đường lót tải bộ sạc á, thì ở trên đây nó đã có bảo vệ, khi mà bình nó xuống tới cái ngưỡng 11V hoặc 18V á, thì tự động nó sẽ ngắt, nó không cho ra tải. Còn nếu mà anh câu, chỉ có anh câu trực tiếp vào cái cọc ắc quy này á, mà anh chạy những cái cây quạt á, thì nó có thể là chạy cạn kiệt cái lượng điện bên trong cái bình nó xuống 6-7V luôn á anh. Nếu mà anh không muốn ra cái ngã tải này á, thì anh có thể là lên trên Shopee hoặc Lazada trên mạng thì anh mua cái mạch đó, cái mạch bảo 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 vệ đó anh. Thì cái mạch đó nó có nhiệm vụ là mình cũng tùy theo ha, mình cài đặt thì nó cũng nôm na như trên cái sạc này thôi anh ạ. Đó thì mình mua cái cao ha được tí, mình mua cái xả tầm tầm khoảng 3 đến 40A. Nếu mà anh sử dụng bên điện DC nhiều quá vào ban đêm thì anh có thể là mua cái cỡ chừng tầm là 20A đến 30A ha, mạch bảo vệ nha. Đó về thì mình cài đặt cái app xuống là tầm tầm là 11V nó ngắt. Đó thì mình có thể là sử dụng cái ngã ra tải trên cái mạch bảo vệ đó ha. Thì tự động đến khi mà cái app nó xuống cái ngưỡng là tầm 11V nó ngắt hoặc là 10V8 thì tùy theo mình cài đặt thì nó sẽ ngắt. Thì cái này anh tham khảo thêm trên các trang mạng bán bên điện tử bây giờ thì rất là dễ. Cái này thì anh mua cũng dễ lắm, các trang mạng hoặc là các trang kinh đều anh em đều có bán những cái mạch bảo vệ khi mà mình sử dụng trực tiếp từ cái nguồn điện bình ha. Lỡ nhầm khi mà mình chạy những cái cây quạt DC á, nó chạy nhầm khi là cái bình xuống 6-7V nhưng mà cây quạt nó cũng vẫn còn chạy. Còn cái đối với bóng đèn xuống 6-7V thì bóng đèn tự động cái nó có thể lưu hoặc là nó tắt luôn. Còn riêng đối với cái quạt DC thì nó có thể chạy cạn bình luôn. Nếu mà anh ra ngã tải trên cái bộ sạc này cũng được. Ra cái ngã tải này á, nó cũng nhiều lắm anh. Nó trên 10A lận. Đó. Thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh vậy thôi. Anh tìm hiểu thêm ha. Còn nếu mà anh sử dụng qua kit thì đã có kit bảo vệ. Còn nếu mà anh cảm thấy mà anh sử dụng ít tầm 4-5 cây quạt dài bóng đèn DC thì anh sử dụng ra cái ngã tải này luôn. Để cho cái con sạc này nó bảo vệ cái áp bình luôn ha. Rồi xin cảm ơn anh. Tiếp theo câu hỏi, anh Thông cho em hỏi. Cần bao nhiêu watt pin năng lượng mặt trời để sạc đầy 6 cái bình Yamato 30H? Vậy anh, ban ngày em không xài, chỉ để xài ban đêm thôi. Và 6 cái bình Yamato 30H xả dòng 12A được bao nhiêu tiếng vậy anh? Mong anh trả lời dùm em. Cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, bình Yamato này thì nó cũng có nhiều loại. Riêng cái loại bình này thì tôi cũng có tìm hiểu rất nhiều, bản đủ và cũng cái bản thiếu anh. Nếu mà cái loại mà thấy trên Shopee nó bán 490.000 một cái, như cái loại của tôi đây thì cái dung lượng thật nó chỉ có 25A mà thôi. Cũng có loại 30A nhưng mà loại 500 mấy, loại bình màu cam cam hoặc là bình màu tím xanh, mà xanh tím tím, xanh dương anh. Đó, thì nó có thể là cái dung lượng thật là 30A. Đó, thì cũng tùy theo bình ha. Rồi thì bây giờ như thế này thì tính theo cái dung lượng anh nêu ra ha, thì 6 cái bình như thế này, 6 3 18 180 AH, thì để cần bao nhiêu watt pin để sạc đầy nó cho một ngày nắng tốt ha anh? Thì 6 cái bình này á thì nó lưu lưu tầm là khoảng 2160W điện, thì nó ta nằm tại mình cần khoảng chừng 400W pin ha, 400W pin thì sạc no 6 cái bình này cho một ngày nắng tốt anh. Đó, theo như cái lý thuyết là vậy. Chứ đầu tư pin mà mình phải đầu tư khoảng tầm tầm 500W ha. Đó, 500W pin là phù hợp với 6 cái bình như thế này anh. Đó, 6 cái bình như thế này, ban đêm mình xài hết cái lượng điện bên trong bình á, thì ban ngày chỉ cần từ 4 đến 500W pin á, thì sạc lại nó đã đầy cho một ngày nắng tốt nha anh. Nếu mà 6 cái bình này á, để em anh xả với cái dòng xả là 12A trên 1 giờ thì xả được bao nhiêu tiếng? Thì bây giờ 180A thì mình 180A, 12A 1 giờ, 1 chục tiếng thì 120A. À 1 chục tiếng khoảng 10 cái 15 tiếng anh ạ. Đó, đúng rồi, 15 tiếng thì nó tầm là khoảng 180 AH. Rồi thì nó nằm tầm khoảng 15 tiếng anh ạ. Nếu mà anh xả với cái dòng 10 12A trên 1 giờ anh, thì anh
xả khoảng 15 tiếng đồng hồ nó mới hết cái lượng điện bên trong 6 cái bình đó. Nhưng mà nếu mà 6 cái bình nó dung lượng thật nhanh, còn nếu mà đối với cái bình này á thì cái dung lượng nó chỉ 25A thì nó sẽ không được nha anh, thì nó tầm tầm khoảng 10 tiếng nha anh. Nếu mà 6 cái bình á, giống như của tôi vậy nè, 6 cái bình mà nó nằm mà bình Yamato anh ha, lo bình màu màu này ha anh. Đó, loại 400 mấy á, nằm 4 490 một cái á, thì cái dung lượng thật của cái bình này nó nằm chỉ có là 25A, thì mình tính kỹ lại xem 6 cái thì bao nhiêu? 50, 100, 150. Đó, 150A. Nếu mà 6 cái bình á, nếu mà anh mua cái giá mà bình loại mà bình bản thiếu á thì nó khoảng chừng 150A, mà xả với dòng 12A thì một chục tiếng là 120A. Còn lại 30A này thì mình tính xem khoảng 2 tiếng mấy nữa. Thì nó tầm tầm khoảng trên dưới 12 tiếng đồng hồ. Đó thì có thể là anh sạc no 6 cái pin của anh thì anh có thể là xả với cái dòng xả 12A trên 1 giờ. Thì anh có thể xả từ 6 giờ chiều đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Đối với là 6 cái pin bản thiếu nha anh. Còn đối với cái pin bản đủ như hồi nãy giờ tôi nói á, cái pin mà 500 mấy một cái á, cũng pin Yamato á, cái pin dung lượng thật á 30A á, thì có thể là xả 15 tiếng nó mới hết cái lượng điện bên trong. Đó thì cần từ 4 đến 500 watt pin mới sạc đầy lại, nhưng mà với điều kiện nắng tốt nha. Chứ nếu mà nắng yếu yếu thì có thể là nâng cấp thêm pin nữa nha anh, 600. Kiểu là vậy anh. Thì pin năng lượng mà phụ thuộc vào cái thời tiết cũng tùy theo ha. Còn tôi á xin nêu ra để góp ý với anh em á, tầm tầm ví dụ như 2 ký điện phải không? Thì 400 watt pin là nó phù hợp á, nhưng mà còn phải tùy thuộc vào cái vùng miền đó. Tùy theo này anh, nắng nhiều hay nắng ít. Bởi vậy tôi hay nói là từ 4 đến 500, 500 watt pin, hoặc là nếu mà nắng yếu hơn nữa thì có thể nâng pin lên nữa 600, hoặc là còn tệ hơn nữa thì có thể 700 watt pin, hoặc là 800 watt pin, có thể lên 900 đến 1000 watt pin, tùy theo vùng miền có nắng hay là không nắng, kiểu là vậy anh. Còn chỉ cần nếu mà 2 ký điện thì 400 watt pin thôi, nếu một ngày nắng tốt như ở miền Nam này tôi là chỉ cần 400 watt pin đó là sạc đầy 6 cái pin trong một ngày nắng tốt. Rồi thì qua vài dòng chia sẻ cùng anh để anh tham khảo là như vậy ha. Rồi xin cảm ơn anh rất nhiều. Cái video của tôi á đến đây cũng quá dài rồi. Rồi tôi cũng xin tạm dừng video. Xin hẹn gặp lại anh em trong video sau. Cũng có còn rất là nhiều comment của anh em, nhưng mà tại vì không có thời gian để hồi đáp thì sớm muộn gì cũng phải hồi đáp cho anh em. Nhưng mà trong nay mai thì tôi sẽ hồi đáp hết tất cả các bình luận của anh em. Rồi bây giờ thì tôi xin tạm dừng. Xin cảm ơn anh em rất nhiều.